Phổ môn phẩm, hòa tập. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng xin trì tụng, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời thưa: kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử thiện hữu tri thức. Phẩm Phổ Môn là một phẩm trong biển Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm này nói lên năng lực thần thông và tâm từ bi rộng lớn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong việc cứu khổ chúng sanh ở mười phương thế giới. Vì tâm từ mẫn thương xót chúng sanh, Ngài đã dùng vô số phương tiện hóa hiện ra các thân hình thích ứng với tâm niệm chúng sanh mà nói pháp. Bất cứ những ai gặp nguy nạn như đi biển gặp giông bão, giặc cướp chặn đường, bị lửa thiêu đốt, bị ngục tù xiềng xích, sanh lòng sợ hãi, nếu nghe đến danh hiệu Ngài, sanh tâm kính tin, tha thiết trì niệm danh hiệu, nhất định người đó được cứu thoát. Trong cuộc sống đầy rẫy những tai nạn bất trắc thường xảy ra, thì hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là chỗ nương vững chắc nhất cho chúng ta trú ngụ. Quán Thế Âm Bồ Tát còn là biểu tượng của tình yêu thương vô ngã, vị tha. Nếu ai thọ trì và thực tập hạnh lắng nghe của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì người đó sẽ có được bình an và hạnh phúc cho bản thân. Hòa bình trên thế giới sẽ được thiết lập khi tất cả mọi người cùng học và thực hành hạnh Quán Âm. Do đức từ bi rộng lớn hay cứu thoát chúng sanh bị các khổ não, nên việc truyền bá hình ảnh, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cho khắp cả thảy mọi người đều biết để thọ trì là việc làm cần thiết, vô lượng công đức. Đĩa VCD Phẩm Phổ Môn bằng hình ảnh này ra đời với tất cả tâm huyết của những người thực hiện, nhằm mục đích cho mọi người hiểu biết những công hạnh rộng lớn sâu xa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đôi lời phi lộ gửi đến tất cả Phật tử cùng thiện hữu tri thức duyệt lãm, nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nếu có ai nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, sanh lòng kính tin, thọ trì tưởng niệm, được vô lượng phước báo, cứu cánh an lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Dịch. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, mặc chiếc áo bày giai hữu, chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát quán sát tiếng kêu cứu của họ mà cứu thoát. Nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát này, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì nhờ sức oai thần của Bồ Tát này vậy. Nếu có người bị nước lớn cuốn trôi mà xưng danh hiệu Bồ Tát này, thì liền đến chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ báu như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, nên vào trong biển lớn. Giả sử giông bão thổi ghe thuyền của họ trôi tấp nơi nước của quỷ La Sát, trong số đó nếu có người nào xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả chúng đều được cứu thoát nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó mà có tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp bị hại mà xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dao gậy của người hại liền gãy từng khúc, người bị hại được cứu thoát.
nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các quỷ dữ đó còn không dám dùng mắt dữ nhìn người, huống chi làm hại họ. Ví như có người hoặc có tội hoặc không tội bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân mà xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì gông cùm xiềng xích đều bị đứt rã, người ấy được cứu thoát. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo đi qua con đường hiểm trở, trong số họ có một người cất tiếng: các thiện nam tử chớ nên sợ hãi, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát này có năng lực làm cho chúng sanh không sợ hãi. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài thì sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều cất tiếng xưng rằng: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ xưng danh hiệu Bồ Tát này mà họ được cứu thoát. Này vô tận ý, sức oai thần của Quán Thế Âm Đại Bồ Tát cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không còn lòng dục. Nếu người nhiều giận hờn mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không còn hờn giận. Nếu người nhiều ngu si mà thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không còn ngu si. Này vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần lớn như thế, đem nhiều lợi ích cho chúng sanh, vì vậy mọi người phải thường nghĩ nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái thì sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cội phước đức nên mọi người đều yêu kính. Này vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng luống mất. Bởi thế cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Này vô tận ý, nếu có người trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường thức ăn thức uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lại cúng dường, thì phước của hai người này bằng nhau trong trăm ngàn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Này vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo vô tận ý Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân duyên giác mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân thanh văn mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân phạm dương đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phạm dương mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân đế thích đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đế thích mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tự tại thiên mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đại tự tại thiên mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát
thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tiểu dương mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân trưởng giả mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tể quan mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, Bà La Môn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát đều hiện thân trên mà nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân thần chấp kim cang đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân thần chấp kim cang mà nói pháp cho họ. Này vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng vô số hình tướng dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở những chỗ nguy nạn sợ hãi hay làm cho mọi người không sợ hãi, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị Thí Vô Úy. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói xong liền cởi chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng đem dâng cho Ngài Quán Thế Âm và nói: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa Quán Thế Âm Bồ Tát: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng trời, rồng, nhân, phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó, rồi phân làm hai phần: một phần dâng cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp Phật Đa Bảo. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế du hóa nơi cõi ta bà. Khi đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay xin được hỏi Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt? Dùng kệ trả lời rằng: Ông nghe hạnh Quán Âm ứng hiện khắp mọi nơi, thệ nguyện sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều ngàn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta nói sơ ông hiểu, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống mất, hay diệt khổ các cõi. Nếu bị người hãm hại, xô rớt hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, bị các nạn rồng cá, nhờ sức niệm Quán Âm, sóng biển chẳng dìm đặng. Hay ở chót Tu Di bị người xô rớt xuống, nhờ sức niệm Quán Âm như mặt trời trên không. Hoặc bị người ác rượt rớt xuống núi Kim Cang, nhờ sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy lông. Hoặc gặp oán tặc dây lại còn cầm dao hại, nhờ sức niệm Quán Âm nên họ khởi từ tâm.
hay bị khổ nạn vua lúc sắp bị hành quyết, nhờ sức niệm Quán Âm dao liền gãy từng đoạn, hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm, nhờ sức niệm Quán Âm tháo rã được giải thoát. Những bùa chú độc dược mà người dùng hại ta, nhờ sức niệm Quán Âm chúng không thể gây hại. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, nhờ sức niệm Quán Âm chúng đều không dám hại. Hoặc bị thú dữ dây, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm chúng vội bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, nhờ sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm liền đặng tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương hiện thân khắp tất cả. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, soi sáng khắp thế gian. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu đường mây, rưới mưa pháp cam lộ, dập tắt lửa phiền não. Kiện tụng đến chỗ quan, khiếp sợ trước quân lính, nhờ sức niệm Quán Âm các oán đều tan mất. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm hơn cả tiếng thế gian, cho nên phải thường niệm, mỗi niệm chớ sanh nghi. Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, làm chỗ nương cho chúng, đủ tất cả công đức. Mắt từ nhìn chúng sanh, biển phước lớn vô lượng, cho nên phải đảnh lễ. Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe đến sức thần thông thị hiện của Phẩm Phổ Môn và năng lực tự tại của Quán Thế Âm Bồ Tát này, thì phải biết công đức của người đó rất nhiều. Lúc Phật nói Phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát. Thập nhị nguyện. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại, Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới, Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại, Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam mô Vọng Nam Nham Cần Lệ Bái, Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới, Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại, Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.